Xin chào tất cả các bạn, mình tự giới thiệu mình là Nguyễn Sĩ Túc. Cái công việc của mình là công việc mình làm công việc kinh doanh. Thì trước đây thì mình hay bị gặp những chứng như là đau đầu và đau mỏi chân tay. Mình có đi khám bác sĩ thì được chẩn đoán là do máu lưu thông kém. Và từ tháng 6 năm 2019 thì có một dịp công tác bên Hàn Quốc thì mình được biết đến cái sản phẩm gọi là tinh dầu thông đỏ. Và hiện nay thì sản phẩm này đã được nhập khẩu về Việt Nam và mình đã dùng sản phẩm này được đến nay là được hơn một tháng. Thì kết quả mà mình nhận được thì cái triệu chứng đau đầu của mình nó đã giảm đi và cái chứng đau mỏi chân tay nó cũng giảm rất là nhiều và rõ rệt. Thì sản phẩm này nó rất là tốt. Ngoài ra mình được biết là cái sản phẩm này thì nó còn có tác dụng tốt cho những người bị mỡ máu, những người bị huyết áp cao, những người bị tiểu đường, những người bị tim mạch, và nó đặc biệt là chống đột quỵ rất là tốt. Thì mình rất cảm ơn tập đoàn Hòa Bình Group đã là đơn vị nhập khẩu này về Việt Nam. Và qua video này mình muốn chia sẻ với mọi người biết đến cái sản phẩm hữu hiệu này, và rất mong mọi người có trong nhà để sử dụng nhằm nâng cao sức khỏe cho mọi người và tăng cường sức đề kháng cho mỗi ngày. Xin cảm ơn các bạn.